ơn các bạn đến với channel của mình. Mình là Hưng BM. Hôm nay mình sẽ chơi Roblox. Cái này có một cái thể loại là có thể gọi là rất là hay. Nó xoay quanh cuộc hành trình của chúng ta xây thành hành trì để mà là giống nó xoay quanh đây một cái cách là chúng ta sẽ bắt đầu xây một cái ngôi thành cho mình. Vậy nên là mình phải chọn một cái vương quốc. Mình sẽ chọn vương quốc màu xanh là cái à. Bởi vì mình bắt đầu thích màu xanh là cái rồi. Đây là một thằng nông dân. Tiền là bằng một cái quẻ rồi mà. Ảo diệu quá đi mà. Làm việc tốt chăm chỉ nha. Mình sẽ mua tiếp thằng nông dân thứ hai. Thằng nông dân mất rồi. Nó đó rồi. Cái này là cái gì đây? Mình hiểu gì cả. Ok, I don't know. Ai không liên quan. Thằng nông dân này hả? Tăng hình á. Sao không phải thằng nào á? Hay là nó trộn việc đó. Thật không đến nỗi mà. Hình như ở đây có tắt nhạc nữa. Ok, mình đã tắt nhạc thôi, chứ chỉ còn tiếng chim hót thôi. Bài cân á. Giờ chỉ còn tiếng chim hót thôi. Thằng nông dân thử bộ nó rồi. Nó bò chay con gọi nông dân thứ hai rồi. Hai đứa nữa đi chơi cùng với nhau à? Rồi hai đứa nữa rủ hai đứa nọ rủ nhau đi chơi rồi. Thật không tính nổi mà. Thật không tính nổi. Mình sẽ mua tiếp cái farm thứ 5. Hy vọng nó sẽ có. Cái thằng này dậy mau. Dậy nhanh lên. Ta thuê ngươi về mà ngươi không chịu làm việc hả? Ta là vua ở đây, ngươi phải nghe theo lời ta. Đừng dậy. Mình đạp vào mặt hẳn mà hẳn vô dậy kìa. Cái thằng này không nên nói nữa. Tội nghiệp nó. Dạy nhắn. Nó nhiều dây rồi, nó kệ nó. Để khi nào nó tỉnh dây mình sẽ xá thải nó. Chuẩn luôn. Mình sẽ mua tiếp cái vườn bắp cải. Không có tính nổi hôm nay mà. Nó ngủ. Nó ngủ mà vẫn còn sản xuất được mà hay chứ. Nó vừa ngủ vừa làm việc à. Ảo diệu thế. Nó vừa ngủ vừa làm việc á. Ôi giời ơi. Sao là có viên bi ở đây? Tại sao là có viên bi bắp cải đây? Đây là khu sản xuất bí bắp cải à? Cái gì? Không có tính nổi. Mình nói tròn tròn nó có trong vò. Mình sẽ mua cái sản xuất lĩnh đây. Lĩnh đâu? Sản xuất lĩnh một cái nhà, một cái diện nữa. Diện nữa cái này. Nhưng mà lĩnh đâu?
Có lẽ là mình phải đợi một thời gian để nó có thể sản xuất ra lệnh trắng. I don't know. No. Quá đơn giản rồi. Không tin nổi mà. Một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra đây. À, không phải tính nổi mà. Diện được bị đóng băng rồi. Diện được bị đóng băng rồi. Rồi ở thể thì sao mà lại được được. Diện được bị đóng băng rồi. Oh my god. Không tính nổi à. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở ngôi thành này. Cái thành này. Thôi mệt quá. Để coi. Hai flam gas. Tôi kể múa luôn. Bam 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 bam. Nó có một ngôi thành rất là tiện lợi và đẹp an toàn. Bán à, bán à, bán à, không lẽ là mình mua nhầm. Oh my god, rồi sao mình mua nhầm rồi. Không sao, không sao mà cái bọn Bandit nó, nếu mà chúng ta chỉ cần dùng cái này bắn vào nó thôi tè, thì nó sẽ bắt đầu toàn bộ quân lệnh tấn công chúng ta. Không tính nổi đó quá. Mình nhầm rồi, bạn là cái chuông ngựa mà, cái chuông bò chuông ngựa gì đó. Đây, đây là binh lính của chúng ta. Vỗ tay nào. Đây là hai anh chàng binh lính của chúng ta. Chỉ cần có ai đó, chỉ cần ai đó tấn công mình, chỉ là ném đá vào mình thôi, thì hai anh lính này sẽ bắt đầu cuộc hành trình truy truy sát nó. Chuẩn luôn. Thật là tài danh lời gọi đấy mà. Đấy, mặc đồng phục màu xanh giống như vương quốc mình đấy, đồng phục màu xanh đấy, bịt kín mặt quá. Bây giờ mình sẽ tấn công thôi bằng nói á. Thùm thùm Bandit này, này thì Bandit, này thì Bandit, này thì Bandit, Bandit này, Bandit này, Bandit này, tấn công sao. À, lính đâu, lính tiêu diệt nó, tiêu diệt nó xa. Mà thằng lính này, oh my god, jeez. Rồi sao chết rồi. Mà cái thằng lính này, bạn yêu về sợ không mà tính nổi. Vợ một phá nghịch dài của mình, chỉ vợ một phá nghịch dài á. Thôi sống. Thôi sống. Cuối cùng còn có một thằng nông dân nó chuyên trồng bắp cải, đỡ hơn cái thằng này ngủ hoài. Lấy cái nọ, lấy cái sức khỏe lên tay rồi bắn cho phát cho tỉnh đấy, tỉnh dậy nhanh lên. Rồi xong rồi, không có tỉnh nổi đó nữa. Chiu 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 chiu. Để mình mua tiếp cái vườn bắp cải cuối cùng nào. Được rồi đấy. Chúng ta là có một chỗ để kiếm việc làm. Không phải kiếm việc làm. Đó, đây là quân lệnh của mình đó. Vào nó đâu. Được nó bảo mình đó. Hả?
Ờ, sao nó mất máu? Oh my god, để nó bắn đấy. Mày thăm anh nó bắn à? Thằng thằng này. Ờ, thằng này, thằng này. Ờ, thằng nào? Stable floor. Mình muốn xem thử bên này có cái gì. Thôi mà mình cứ mua tiệm này đi. Stable floor. Columba. Đèn này, light này, light. Một cái đèn cho sáng sủa mát mẻ một tí. Mà không biết bo kiếm tiền không à? À, mình nghĩ là không đâu. Tiếp tục nào, là lên là lên lên là lên là lên. Ồ, cái cơ chiến thắng này nhưng mà mình vẫn chưa đủ tiền. Thấu quơ này. Amori Fulton Barak Sistok. Sản xuất lệnh nè. Nhưng chỉ là cái đĩa thôi. Mình là đĩa có ít tiền nhất trong số cộng của thanh ở đây. Chắc mình vào chữ sâu thôi mà. Ở giờ sao đủ kêu các thứ đó này. Lệnh thì không thể đâu mà xuất hiện toàn mà thử vỡ va vỡ vần. Rồi xem bên trong có gì nào. Cái gì đây? Là bắt mấy lúa hết mấy thứ máy á. Chắc là ao buồn gì đâu coi đi mà. Thật không phải tính nổi. Thất vọng rồi đây. Bây giờ mở cả Amory Fortune. Nó cũng giống thôi mà. Lệnh không thấy đâu mà toàn mắt mua mấy thứ vỡ va và vâng. Ôi trời ơi. Không thì tính tôi gọi một ngày được nữa. Ở đây mình sẽ để dành tiền 200 để mua cái market store. À, bên lệnh của mình đây. Lệnh này là ăn hài quá. Nó bắn nó yếu quá. Yếu hơn cả mấy thằng bên đít nè. Ôi giời ơi. Em mà cái thằng này quá yếu. Không có tính nổi à, không có tính nổi à, toàn dùng cũng có kiếm mà không giờ sử dụng kiếm. Bọn nó tự gần nó tự sát 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 rồi mà vẫn còn dùng cũng bạn không giờ rút kiếm đâu mà đánh. Mà cái bọn này à. Nếu mình đoán không nhầm thì ok. Máy gọi là không bị mất kết nối, nó bị mất kết nối cái thôi luôn. Rồi. Server nên đợi đang lag chân đấy. Nhìn lên. What? 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 Cái gì thế này? Cái gì thế này? Có chuyện gì đó không ổn nó xảy ra ở đây đây. Có gì đó không ổn ở đây. Đừng có mất kết nối là được. Nhanh lên. Sao mình vào cái server cui quá. Rồi không thể nói nổi các bạn ạ. Lúc mình vào cái này phải đợi mệt lắm. Đợi rồi khoảng 50 phút 6 phần mà được đấy. Bây giờ nó là bị lag.
Rồi cái thằng này xuyên buôn bán vũ khí thì phải, thì chỉ cần nó không bằng lâu quá được mình sẽ bằng nó. Thằng kia à, cho người mà vốn có cái ta à, hai rồi đừng còn not connect server là được. Lạc quá. Nó lạc rồi các bạn ơi. Nó không kiểm, nó không What happened? Cái thằng này làm gì đấy? Lạc quá. Không biết nó do mạng nha mình hay là do cái server nữa. Lạc của bà đi mà. Mình nghĩ là có chuyện không ổn rồi. Chắc là mình nghĩ là phải có server cả các bạn. Đó là cách duy nhất để tiếp tục cái video này. Mình sẽ trở lại và mua hết toàn bộ cái này khi mình có cái server mới, mà nếu không thành công thì chia buồn các bạn nha. Các bạn thông cảm nha. Chứ nọ à, không thể tính nổi nữa rồi. Hẹn gặp các bạn lại khi mình đã có được cái server mới nha. Đây là cơ hội cuối của cái server này đấy. Có cái hết nói nọ rồi. Mình sẽ gặp lại bạn khi mình đã quá được server mới. Ok, mình đã trở lại với lời hai hướng xưa. Sau khi mình đã bị mất ngũ thanh vào tay bọn Benix thì mình đã định sẽ khởi đầu mới. Mình quyết định khởi đầu mới. Đó là ngày thứ nhất. What? Đó. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình đã đạt được mục tiêu. Đó chính là trở lại về lúc mà mình đã bị mất ngũ thành. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào lúc đó nha. Cuối cùng nó cũng đã sắp hoàn thành cả ngũ thành thực sự của mình. Cuối cùng là cũng đã sắp hoàn thành rồi. Thì con muốn thêm hai cái này rồi cái tập cánh đấy hả? Cửa vào đâu, đâu là cả cửa vào? Không có chỗ vào hả? Phá số của nó cửa trượt nè. Ô không có cổng nữa này, mặt ngang quá. Cái gì vậy? Lừa ta. Wow. Oh my god. Thật khó không tính nổi. Bravo. Nếu như mà không có cái đoàn mình bị nếu như mà nó không có cái đoàn mà mình bị mất cái cũ rồi thì
Nhất định là nãy giờ á mình đã xây được xong cái tường rồi à, và mình cũng đã không tốn nhiều thời gian như thế để làm lại cái mới à, mình mất cỡ khoảng gần mấy phút á. Bè giờ mình đã suy nghĩ là mình sẽ mở được cái gì đây, mà thằng lĩnh cánh đây làm cái gì đó ở thế có nghĩa là bên ngoài là sản xuất, bên ngoài cũng là lĩnh cánh thế chuyện gì nó xảy ra, what happened, tần 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 âm sẽ múa ủng bó ngã cái đó còn một con bò thôi cái gì thế còn một con bò đó, con bò này nó bị tiêm thuốc đó. Thể lên làm ăn là cái gì nữa à, bò để bị tiêm thuốc thì làm ăn là cái gì nữa à, cái gì thế này thật không tin nổi mà con bò này nó đứng yên như một cái tường đá, đạp cỡ nào nó cũng không chịu thức tỉnh, nó không chịu thức tỉnh đi, hãy thức là phí tiền nữa rồi. Nhưng cái chuồng bò này nó còn làm được cái gì đâu mà mình muốn làm cái gì. Ôi giời ơi, phí tiền rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Phí tiền rồi. Market store. Ở thằng nó bán cái gì đây? Nó bán vụ. Vô chạy quá thế. Nó sẽ giúp mình kiếm tiền. Action đó đúng là người mình đang cần tìm. Mặc dù chẳng có ai định mua cả nhưng mà tiền mình cứ chạy quá. Quá chuẩn luôn. Tiền mình cứ chạy quá mặc dù mình không có làm cái gì cả. Mình muốn cái gì đó? Mình vừa mua cái gì thế? Hử hử hử. Ồ mình vừa mua cái gì không? Action Bandit hết kìa. Hình như cái này là lĩnh cánh này cơ mà. Hay là không phải. I don't know. Mình sẽ tréo mãi ở đây cho tới khi nào nó kiếm được nhiều tiền rồi chúng ta sẽ bắt đầu mua nha. Các bạn có đồng ý với mình không? Ô cái tiện như thế. Report any gift you find the Palasco. À mình không hiểu đó là cái gì cả. Không tin nổi mà. Store two. Nhanh lên là nhanh lên lên nhanh là nhanh lên. Hai thằng này là bạn đô hơi bị giống nhau đấy. Trong lúc mình đang trẻ mãi thì mình nghe cái tiếng đánh nhau. Mình nghĩ là bọn nó đánh đánh nhau đấy. Vậy nên mình sẽ thử để đánh bài mấy thằng bên đi. Lệnh canh đi nào. Con là bới cơ. Không có đến nào cạnh là nó thật hiểm có. Bên đi hả? Này thì bên đi. Bên đi là thằng nào? Chu 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 ch
nó no, nó no. Liền canh tiêu tiêu diệt nó liền canh tiêu diệt nó cho ta liền canh tiêu diệt nó cho ta liền canh tiêu diệt nó nhanh lên tiêu diệt một thằng bên đít cho tiêu diệt một thằng bên đít. Ok được rồi đấy. Để giờ thằng mình đít nó nhìn lên. Thằng mình đít đã bị tiêu diệt và lệnh của mình đó. Mua mà lệnh. À lệnh của mình đây rồi. À mà cái thằng ấn hai vậy sao? À là tới tắm sống nên thầy à. Bandit attack. Pum 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 pum. So, chung 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 hay lắm, giỏi lắm. Mà mình gì việc đứng xem. Rồi xong là ngục rồi. Bam 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 bam. Đít mái sáp. Nó cũ mọ à. Mái Aron. Ố hớ hớ. Hình như là lĩnh gạc mà. Oh my god. Đáng lẽ là cái xin đầy phải pha đầy đó là. Nhưng cái đăng này là ngược lại. Toàn bộ khoảng sạc đều tự động tự đẩy ra. Oh my god. Thật không có tính nổi mà. Đến con đâu. Mình còn nên. Mình còn nên. Thằng này mẫu ít quá. Mình phải cho nó hô sinh rồi mẫu đây hơn. Không thôi là nguy hiểm. Mai Emerald ngọc lục bào. Vàng. À, mình này ngọc lục bào nó rất là vô dụng chạc cái giá trị gì cả. Nó vô dụng này nó không thể nói được luôn. Ô lệnh con này. Thằng này đang hài dễ sợ. Ở cả một đứa thôi hả? What? Một thằng nào đó. Một thằng nào đó rồi. Nó đang làm cái gì đây? Một thằng đây nè. Mình nghĩ mình bắt đầu có nhiều lệnh hơn rồi. Hồi nãy mình có một thằng kích máy nữa rồi mà. Mà ngay cái tiền là đau mọ á. Nó thích là ảo diêu quá nhưng mà bóc sắp phá lá này. Cái này là bên bên số bắt kê nụ ca. Ồ mình biết cái này sẽ cho mình tiền. Cái tiền nó giống như trong Minecraft này. Lắp xong. What happened? Ok, được rồi. Mình thấy nó rồi. Mình không biết cái này là cái gì cả. Xin the world, 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 world. Ôi trời, cái vừa cốt này thiệt là mệt quá đấy mà. Mình vừa mua tới cái gì thế. Mình xảy cái phương quốc này chắc phải mất cả 1 tỷ anh các bạn ạ. Nhưng mà cái cả rồi nó bám phục cả đủ rồi. Mình không biết là giờ làm
mình quay được bao nhiêu rồi nha. À, vậy nên có thể video này hơi dài, các bạn thông cảm. À, nếu các bạn thích video của mình á, hãy like, subscribe, share để mình còn nhầm lực nhầm lầm vật xem bản đại cổ. À, không mà thể là mình đùa đấy. À, để mình có thêm nhiều động lực để làm được nữa nha. Bye.